Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô hay. Một chiếc Nissan Sunny sản xuất 2015 phiên bản số sàn máy 1.5 bản đủ. Bản đủ được trang bị phanh đĩa ABS, gương kính chỉnh điện, nội thất ghế lì nguyên bản sơn xi màu đen, và 2015 và mức giá chỉ có 225 triệu đồng thôi quý vị các bạn ạ. 2015 và mức giá là 225 triệu đồng. Một chiếc xe ngon, rộng rãi nhất phân khúc, máy móc bền và làm thương hiệu kém, cho nên là rẻ hơn so với Toyota Vios hàng trăm triệu đồng. Điều này cho thấy sức mạnh của truyền thông, sức mạnh của quảng cáo là rất lớn quý vị các bạn. Nissan Sunny, một trong những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, trang bị động cơ 1.5 tương đương với cả Toyota Vios. Nissan Sunny thì rất lười làm thương hiệu, rất lười làm quảng cáo. Gần đây thì chỉ có chiếc Nissan Almera thì mới có xuất hiện quảng cáo trên truyền hình thôi, còn bình thường họ rất ít quảng cáo, mặc dù xe rất ngon, rất rộng rãi. Rộng rãi nhất phân khúc, rộng hơn cả Toyota Vios. Cả về chiều ngang, chiều dài và lỗ thất nữa. Nissan Sunny mang biển kiểm soát 15A95129, sơn xi màu đen, sản xuất 2015, máy 1.5. Hiện tại thì chiếc xe chỉ có mức giá là 225 triệu đồng thôi, 225 triệu đồng. Xe này thì hạn đăng kiểm rất dài, tháng 5 2023. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn này em đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để cập nhật những cái mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng và với cái tầm tài chính của gia đình nhé. Xe cũ thì lúc nào nó không có, không lúc nào đâu. Xin lỗi, xe cũ thì không có sẵn như kiểu trong nhà máy ra. Đấy, bọn em phải người dân phải bán ra thì bọn em mới mua được. Và cũng nói thẳng một điều là nếu mà quý vị đã tìm cái dòng mua xe cũ thì em cũng nghĩ rằng là một phần là do với chỉ có nhu cầu đi lại cơ bản hoặc chạy kết hợp dịch vụ. Đấy, dòng xe cũ thì nó sẽ thu hồi vốn nhanh, còn nếu mà quý vị có tiền đấy, thì lên mua xe mới, cái gì cũng có sự đánh đổi. Bản này được trang bị hai túi khí, đầu đài nguyên bản, điều hòa chỉnh tay, phiên bản số sàn hộp số 5 cấp. Quả vô lăng rất ấn tượng, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí trên vô lăng, chìa khóa điện, trần lỉ nguyên bản, nội thất ghế lỉ nguyên bản. Đấy, cửa đóng cực êm luôn, máy em đang để lổ mà gần như không nghe gì cả. Hệ thống cột kèo keo chỉ nguyên bản. Em đã gặp cũng khá là nhiều những cái dòng xe từ đời 10, 11, 15, 16. Tất cả máy móc của dòng xe này đều zin hết. Máy móc cực kỳ bền, không kém gì Toyota Vios, chỉ do là làm thương hiệu kém thôi. Nó rẻ hơn Toyota Vios lên gần trăm triệu. Hai cửa gió nhé, rất chất chơi luôn, thảm trải xịn sò, nội thất ghế lỉ, có bệ thủy tay để cốc nước cho hàng ghế thứ hai, dây đai an toàn 3 dây. Nissan Sunny thì dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm cứng phía sau, dầm xoắn phía sau nhé. Máy lốp láp cũng rất là ok.
Và đây trang bị công nghệ đèn halogen cho cả trước và cả sau. Đèn đó cũng khá là mềm mại. Thực tế thì Nissan Sunny tuy rộng rãi hơn nhưng form dáng thì không đẹp bằng Toyota Vios. Vì người ta không làm thương hiệu mạnh cho nên người ta không quan tâm đến thời trang cũng như thiết kế, mà chỉ quan tâm đến chất lượng thôi. Gần đây thì Nissan Sunny đã thay đổi rất nhiều. Đấy, một chiếc Nissan Almera mới ra mắt 2022 tuyệt đẹp luôn quý vị các bạn. Bản Nissan Almera thì chỉ trang bị động cơ turbo 1.0, rất tiết kiệm nhiên liệu. Sơn xi màu đen đối với cái dòng xe sedan, màu đen và màu trắng là hai cái màu rất là chuẩn bài. Đây mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó này, 6,4 lít đường hỗn hợp, tương đương với cả Toyota Vios. Nội thất rộng thênh thang. Đấy, những cái dòng xe nội thất rộng này đi đường xa nó sẽ không bị mệt mỏi nha. Ghế rộng, không gian thoáng, ngồi thoải mái. Hệ thống cột kèo keo chỉ nguyên bản, máy số zin. Chân kính nẹp mưa đầy đủ hết rồi. Hạn đăng kiểm dài. Chiếc xe này thì với cái mức giá là 225 triệu đồng thì em sẽ bớt cho quý vị các bạn một vài triệu. Quý vị các bạn lên màn hình cam lùi. Thực tế thì Nissan Sunny đã có cảm biến lùi rồi. Gương kính chỉnh điện. Kính lái auto một chạm. Nội thất ghế lỉ còn rất đẹp. Phần tem mác sản xuất. Điều hòa của Nissan Sunny, điều hòa hai vùng độc lập. Điều hòa rất là mát. Điều hòa hai chiều, sấy gương sấy kính đầy đủ, gió trong gió ngoài. Trên Nissan Sunny hơn Toyota Vios này có hộc để cốc nước ở phần yên ngựa này. Nhưng vẫn thiếu một cái chỗ để điện thoại. Cổng sạc này. Bệ tì tay khá là nhỏ, nhìn dễ thương. Vẫn thiếu một cái gì đó. Thực tế thì những dòng xe Nhật mà so với dòng xe Hàn thì nội thất rất là kém. Có hộc để cốc nước này. Nhưng triết lý của người Nhật thì càng đơn giản càng tinh tế, không có gì để học. Và gương trông chói cực đẹp luôn. Táp lì, táp lô khá là ok. Túi khí trên vô lăng. Thực tế chiếc vô lăng 3 chấu của Nissan Sunny này rất ấn tượng, khá là đẹp, chắc chắn, nhìn thể thao. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý các bạn. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Phiên bản số sàn hộp số 5 cấp. Cửa đóng cực êm. Lốp lát rất dày. Xi nhan tích hợp trên sườn. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Nissan Sunny sản xuất 2015, phiên bản số sàn máy 1.5. Bản này được trang bị cũng khá là đầy đủ, phanh đĩa ABS, túi khí, máy hồ cực êm, máy số GPS, kéo đường chuột này,
ốp áp vuông đét chưa hề đụng đến thalê bò lết, máy móc khô ráo sạch sẽ. Đây là cùng chia ABS, khoanh cái ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, giảm sóc. Nhìn quả máy đúng chất lồi đồng của khối đá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ này là khoảng 6,4 lít được hỗn hợp. Máy đặt ngang dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm thẳng phía sau. Thương hiệu Nissan. Không đâm số tai nạn gì. Máy móc tuyệt vời. Máy là sử dụng hệ thống van vi thiên thông minh 16 van lạc. Máy của Nissan không kém của Hàn Quốc. Một chiếc Nissan Sunny sản xuất 2015 phiên bản số sàn máy 1.5, bản đủ, trang bị phanh đĩa ABS, sơn xi màu đen, xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A95129. Hiện tại chiếc xe nó có mức giá đề xuất là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng mình đã bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Quý các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.